Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trần Minh Hùng. Thì trong video này tôi chia sẻ với các bạn là một cái kinh nghiệm và cái xu hướng của lát sàn gỗ năm 2022 và năm tới. Thì rất là nhiều anh em là xin xây nhà đúng không? Thì thường là có một cái lựa chọn là sàn gỗ đấy, nhưng mà làm thế nào để làm sao để khi mà lắp đặt sàn gỗ làm sao cho sang, vì thường anh em chỉ quan tâm mỗi là chọn màu thôi, còn vấn đề mà lát như thế nào thì hay để cho thợ làm. Đây cũng là một cái video thực tế để chia sẻ với các bạn là một cái xu hướng sắp tới. Thế cái việc đầu tiên ấy là sau khi mà mình lựa chọn được cái màu đó, cái màu sàn gỗ xong thì mình lại phải lựa chọn cái lát. Thế cái lát ở đây thì đây gia chủ đã sử dụng cái lát là xương cá, anh em nhìn thấy không, nhìn nó rất là đẹp đấy. Và sao cái điều đầu tiên là đẹp, việc thứ hai là mang lại sự khác biệt khác lạ cho cái khu vực phòng của mình lát đó. Cái việc thứ ba là lát phòng lát xương cá này ấy, thì thường là anh em là yêu cầu đòi hỏi là thợ thuyền là phải đảm bảo cái việc là tay nghề cao. Thì khi mà tay nghề cao rồi thì bạn yên tâm trong quá trình mà lát. Thế là ngoài cái ba cái lợi ích như vậy thì bạn thấy là có những cái nhược điểm gì? Thì cái nhược điểm lớn nhất là dùng khi mà lát bằng xương cá này thì cái sẽ tốn được vật tư, đúng không? Sẽ tốn vật tư khi mình sẽ phải cắt nhiều hơn, cắt ở vị trí nhiều đi và tận không và khó tận dụng được. Đấy, đấy là cái điều là nhược điểm của cái lát xương cá như thế. Cái việc nhược điểm thứ hai ấy, là bạn thường là lựa chọn cái chủng loại vật tư này là hiếm trên thị trường hơn, vì là đa phần các đơn vị sản xuất sàn gỗ mà lắp đặt xương cá này thì nó sẽ ít hơn, bởi vì bạn hình dung không, là bốn xung quanh mình đều phải có hẻm đấy, đấy là bạn thường sẽ khó khăn hơn. Cái lưu ý là khi mà bạn lắp đặt sàn gỗ nhé, là cái màu của chân tường là phải màu cùng với nền, là phải màu tương đương nhau, để tránh trường hợp là bạn sẽ lệch màu trong cái ngôi phòng của mình trông rất là xấu. Cái việc thứ hai bạn lưu ý tiếp theo là cái vị trí mà tiếp giáp giữa cái bậc cầu thang và cái sàn gỗ này là phải có một cái nẹp để làm sao trông nó cũng vừa chắc chắn hơn và tránh cái độ giãn lở, và bên cạnh đó nó có một cái nó đánh tránh được cái khe hở khi mà bụi bặm nó sẽ chui vào bên phía dưới. Đấy, đấy là cái điều mà bạn lưu ý nhé. Ok. Rồi. Ok, thì trên vừa rồi mình chia sẻ các bạn là một cái lưu ý, và bên cạnh đó là một cái xu hướng lắp đặt sàn gỗ cho tương lai sau đấy. Các bạn xây nhà thì hãy lưu ý những cái việc này để mình có một cái phòng của mình tốt nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại theo. Bạn nhớ đăng ký kênh để nhận nhiều video nữa, và có những câu hỏi thì hãy bình luận ở bên phía dưới nhé.